Bây giờ đây, đúng không? Vậy 6.800. Đây là năm ngoái là 5.600, chúng ta xem thử xem như nào. Vâng, tăng 20%. Tăng 20%, trong đó thì lãi thuần 17, dịch vụ 18. Như vậy các khoản mục còn lại là tốt hơn năm ngoái rất là nhiều và đóng góp là thành 20%. Như vậy đây là một nền tảng để tí nữa xuống xem lợi nhuận tăng đến đâu. Và nếu mà theo như cái chúng ta sẽ thử cái tỷ trọng đúng không, để của tín dụng trên tổng dư hoạt động xem nó đến đâu. Và 79%. Và 79%. Dịch vụ là 10 và bên này đi 81 và 11. Và như vậy ACB cũng được coi là ngân hàng có ảnh hưởng bởi tín dụng đúng không? Và nhớ chứ, có một cái tiêu chí gì đấy thì chọn đây đây, đây đây trên toàn hệ thống mà các ngân hàng đang biết mình xem được thì là 73%. Và tức là thu nhập ngoài lãi thì khoảng tầm 27, còn của ACB thu nhập ngoài lãi tính ra này chỉ khoảng 20 thôi, vì bên kia đã gần hơn 79 rồi. Và như vậy mức độ của tín dụng vẫn rất lớn đúng không? Còn theo như những cái gì mình được biết, được đọc ấy, thì là mô hình của các ngân hàng quốc tế thì người ta sẽ tìm cách là hạ cái tỷ tín dụng trong nước họ đầu xuống, dịch vụ thứ phải tăng lên đúng không? Đấy là như vậy. Và như vậy là đấy là chúng ta bước vào đến phần đầu đúng không? Phần đầu được gọi là phần liên quan đến thu nhập đúng không? Ở đây mình thích thì mình đậm đặn thế cho nó dễ đúng không? Chúng ta có chi phí hoạt động, chi phí hoạt động của ngân hàng rồi. Và đây chắc chắn sẽ phải có thuyết minh và chúng ta sẽ phải đọc cái phần này, thuyết minh số 6 đây rồi, 2007 đúng không? Trong đó thì chi cho nhân viên là 1.700 tỷ, và 1.700 tỷ lương phụ cấp thì là 400 và 496. Thế còn chi khác là 1.100, chi về tài sản trong đó có tài sản cố định đây đúng không, là 394, chi cho quản lý công vụ là 500 tỷ, công tác phí, chi về nộp phí bảo hiểm bảo toàn tiền gửi khách hàng 109 tỷ, chi về dự phòng giảm giá đầu tư dài và các tài sản rủi ro khác. Và chúng ta sẽ thử nhá, 27 38 này 601 đúng không, đây là cái liên quan đến chi phí. Phía bên này thì chúng ta sẽ có là 1.965 297, và nếu mà theo cái này thì là chi phí hoạt động là tăng cực kỳ mạnh. Vâng, tăng đến 39% trong khi bên kia chỉ tăng có 20 thôi. Và trong cái tỷ trọng mình vừa nhập ở đây thì tất nhiên nó có vài cái, nhưng mà có ba cái chủ chốt. Một là chi cho nhân viên của ngân hàng, này nó đã chiếm đến chắc phải đến 2 phần 3 rồi, 60% rồi. Chi tài sản đúng không, khoảng 5%. Chi quản lý công vụ đúng không? Chắc là khoảng tầm 7 đến 8%. Và đấy là ba khoản chi chủ đạo. Vâng, trong đó chi cho nhân viên ngân hàng là lớn nhất đúng không? Như vậy các ngân hàng đẹp đẽ ngoài kia đúng không, chúng ta hiểu là chi phí hoạt động đúng không? Của ngân hàng 2/3 chính là lương thưởng đúng không, các kiểu xung quanh. Và đấy là liên quan đến chi phí hoạt động đúng không? Mà để chúng ta vẫn là so sánh với thu nhập hoạt động. Và năm nay thì rõ ràng là chi hoạt động tăng rất mạnh đúng không? Tăng mạnh hơn doanh thu cho nên là dẫn đến là cái kia sẽ giảm xuống đúng không? Và chúng ta sẽ có một cái mục được gọi là lợi nhuận thuần đúng không? Từ hoạt động kinh doanh trước trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Và như vậy chúng ta sẽ đến một cái mục mà cực kỳ quan trọng,
gọi là lãi thuần. Lãi thuần đây. Năm nay thì nó tăng rất mạnh. Và chúng ta sẽ thử thôi, đúng không? Đây thì trừ cái ra. Và bốn nghìn một, đúng không? Không biết là tăng bao nhiêu. Tăng có 10%, đúng không? Đây là không tốt lắm. Và 60, đúng không? Tăng có 10% thôi. Hình như bên này mình không biết là có ghi không nữa cơ. Ở đây cái quý đúng không? Quý vì mình không có cái kỳ so sánh trước quý 1 năm trước cho nên là không so sánh được ở đây. Và nó đang muốn xem thử xem toàn hệ thống ngân hàng như nào. Và ở đây thì lại không có đủ số nên mình chưa đưa ra nhận định được. Nhưng dù sao thì bảng này không tốt lắm, đúng không? Cuối cùng. Đây rồi. Đây là điểm sáng nhất của ngân hàng này rồi. Và điểm cực sáng. Chúng ta sẽ đến với chi phí rủi ro tín dụng. Và mặt thuyết minh ở đây thì rất là mờ mờ. Và không thấy đâu cả. Và không thấy đâu rồi. Chi phí dự phòng rủi ro đúng không? Tín dụng. Và năm nay có 2 tỷ 8 rồi. Và cực kỳ thấp. Và năm ngoái còn âm 600 tỷ. Và hôm nay thì không có gì cả. Tức là đây là nghe mình về đề số âm. Cho nó khớp một tí. Và nhưng mà cái khi mình để số này thì cái nó lại tính cái kia không đúng lắm đúng không? Thôi rồi mình để tạm thế. Đây thì 600. Và nếu bóc đây thì tính ra là phải mất thêm 20% nữa. Và chúng ta có lợi nhuận ưu nó hơi khác kinh doanh bình thường. Và cái này thậm chí có tăng lên một chút. Bên này còn 3.100. Và vẫn 60. Bên này cuối cùng thì còn 54. Như vậy liên quan đến ACB thì chúng ta thấy có hai cái khoản mục hai mục đối lập. Một là cái chi phí hoạt động mà tăng vọt lên. Và nhưng có một mục thứ hai rất là tốt là liên quan đến dự phòng rủi ro tín dụng thì quý 1 này gần như không có đúng không? Mà lý giải cho điều này thì mình nghĩ là do năm ngoái cuối năm đúng không? Họ mới chỉ lập một khoản cực kỳ to. Năm nay chỉ có hoàn hay không hoàn thôi. Cho nên là lúc đấy ở trên cái phần liên quan đến dự phòng đúng không? Thì thấy đáng lẽ là chính lập thêm 3.133. Nhưng mà do được hoàn nhập đúng không? Hoàn nhập của cái cục năm ngoái đây. Cho nên là cuối cùng gần như là không. Và không có gì. Và còn âm ngược lại 3 tỷ. Và chính là nó hiện ra đây. Và đây là cái tình trạng rồi. Và chúng ta đến lợi nhuận trước thuế rồi. Và đây mình check xem còn gì không, còn mỗi thuế nữa thôi đúng không? Thuế thì cứ theo biểu của nhà nước mà quét thôi. Và chúng ta sẽ ra đến lãi sau thuế. Ba hai tám bảy ba nhăm và đến đây thì cũng 2483. Và 401 đúng không? Vậy là hai mục này đều
Đúng rồi, tăng cực kỳ tốt. Và cuối cùng lợi nhuận tăng 32%. Và còn tăng mạnh hơn tất cả các thứ ở trên này. Nguyên nhân ở đây là liên quan đến dự phòng rủi ro tín dụng là gần như là về không. Còn nếu như bỏ qua cái chuyện là được hoàn nhập kia, và bỏ qua chuyện này thì đây cũng là chỉ có 133 thôi. Và so với năm ngoái thì cũng giảm rất mạnh. Và thì ở đây chắc là nó hiện ra còn khoảng tầm 4.000 đúng không, hoặc là 3.970 80 gì đấy, vậy cũng ok. Và ở dưới này họ lại có một vài thuyết minh không liên quan gì nữa rồi. Và bảo lãnh tổng có 16.000 tỷ giao dịch với bên có liên quan là hội đồng quản trị đây, tiền gửi bừ bên liên quan, vay thì có 19 tỷ không đáng kể cho các bên liên quan vay 99, đúng không? Như vậy là cái này họ cũng không dây dưa nhiều, thậm chí họ gửi thêm một ngân hàng, như vậy cũng được coi là rất ok. Và cũng có một chút ở bên nước ngoài nhưng mà không đáng kể, và kiểm tra xem còn gì không. Đây là liên quan đến rủi ro thị trường rồi. Và như vậy những cái khoản mục chính liên quan kinh doanh là cơ bản là đã ok rồi. Và như vậy có thể tóm lại là trong quý 1 năm nay đúng không? Thì ACB người ta rất mạnh trong việc quản lý rủi ro. Kể cả công cụ hoạt nhập thì rõ ràng là rủi ro của ngân hàng cũng rất là thấp. Đúng không? Và trên toàn toàn hệ thống đúng không? Thì mình thấy rất nhiều đều thấp, ACB thấp, ABB này cũng thấp này, Bắc Á này, BID thì cao đúng không, bản Việt Hit này, CTG cao này, AIB cũng, cũng cao này, HD cũng cao, HD cũng cao, Kiên Long thì thực ra tín dụng họ cũng ít cho nên không có gì. Liên Việt cao, MB cũng cao. Như vậy đây là các ngân hàng cung cấp đây. MSB cũng cũng nhỏ. NAB nhỏ. MB các ngân hàng nhỏ. OCB 400 cũng là khá chứ cũng không phải là thấp. Và mình xem thử vài ngân hàng. SB 400 đúng không? Như vậy cũng có thể thấy là họ cũng thấp so với chung của họ chứ cũng không phải là so với SCB. SCB STB cũng cao. Techcombank đây, cũng rất thấp. Việt Á thì cái năng bé. Techcombank 2.000 cũng được coi là với cái size của hàng họ của Techcombank là khá khá thấp. VBank thì rất cao. Như vậy có thấy so với hàng chung mình gọi là điểm qua đúng không? Thấy ACB được coi là cực kỳ tốt trong cái môn này. Và như vậy là chúng ta cũng xong được quý 1 rồi đúng không? Và ở đây thì mình nhập thêm hai kỳ nữa đúng không, kỳ 21 và kỳ 20 đúng không, liên quan tín dụng. Nhưng mà thấy là cái liên quan đến tín dụng thì có thể thấy cái phần của bên ACB đúng không, 21 so với 20 cũng có cái nét tương tự như cái kỳ quý 1 vừa rồi đúng không? Lãi thu nhập lãi thuần thì tăng chậm thôi đúng không? Chủ yếu là chi phí lãi giảm rất nhanh đúng không? Qua đó thì thu nhập từ lãi thuần tăng lên, tăng mạnh. Mà tất nhiên là trong năm 20 cuối 20 đúng không, là lãi suất tiền gửi giảm, giảm khoảng 1% gì đấy. Cho nên là nó mới có cái điều kiện như thế này. Nhưng mà kể cả như thế thì ngân hàng cũng đang thúc đẩy cái việc là tăng CASA đúng không? Điểm rất mạnh. Họ dồn rất nhiều vào cái đấy. Và coi cái đấy là chìa khóa và con đường đang đi thì có vẻ có một nét đúng không? Là giống Techcombank và rất nhiều ngân hàng đang nhìn vào đấy. Tất nhiên là ACB thì không đi đường đường trái phiếu, đường bất động sản đúng không? Dựa vào cái đường CASA cái thôi đúng không? Để cái nét tương tự về giá vốn. Còn bên dịch vụ thì có thể thấy cũng có nét tương tự đúng không? Thu nhập phải tăng rất mạnh nhưng mà chi phí thì không tăng mấy đúng không? Cuối cùng thì lãi thuần dịch vụ tăng siêu mạnh. Và 1.600 lên thành 2.800.
Vâng, năm nay thì cùng kỳ thì quý 1 thì tăng được khoảng 18%, nó không mạnh như năm ngoái nhưng cũng vẫn vẫn ok. Và nếu để gọi là so sánh đúng không? Đây. Toàn bộ nhóm nhóm ngân hàng đúng không? Dịch vụ trong năm ngoái tăng 30% đúng không? Trong đó ACB tăng 70%. Một cái là cái năm 20 thì bị giảm. Mà như vậy tính chung 2 năm chắc gọi là cũng cân kèo thôi. Các năm trước thì cũng gọi là khá đúng không? Gần đây hình như có vẻ ngân hàng cũng bắt đầu tham gia vào liên quan đến bảo hiểm. Và như vậy tổng thu nhập hoạt động của ACB trong 21 so với 20 tăng khoảng 29% và nó xấp xỉ với tốc độ tín dụng. Như vậy các mảng dưới là khả năng tăng chậm đúng không? Dịch vụ bù lại thôi. Và chúng ta sẽ xem thử cái cán cân và tỷ trọng. Vào đây 89 đến đây là lên 92. Kỳ này thì 90 mà. Cũng thế đúng không? Và cũng là đá một cái tỷ trọng như vậy từ rất lâu rồi. Và bên chúng ta nhìn lại năm 21 rồi thấy là cái chi phí hoạt động lại khác trong cái quý 1 vừa rồi. Và tăng rất chậm. Chỉ tăng khoảng 8% thôi, thu nhập tăng 29. Dẫn đến là lãi thuần tăng 45%. Và như vậy mình phải check lại nhé. À, đúng rồi, đúng rồi. Như vậy quý 1 chi cho nhân viên rất cao đúng không, chi quản lý cưng công việc cũng rất là cao, chủ yếu chi cho nhân viên. Và đấy là cái mục liên quan đến chi huy động. Và chúng ta có cái các cái số liệu cuối cùng đúng không? Như vậy thứ nặng nề nhất đúng không, chúng ta nhìn thấy đây là cái chi phí tín dụng đúng không? Chi phí rủi ro dự phòng tín dụng là tăng đến 254% và đây chính là liên quan đến Covid. Tất nhiên là theo quy định là luật là họ sẽ phải trích lập. Sau đó thì năm nay nếu trường mà tốt đẹp đúng không, thu hồi được khoảng 2/3 như vậy là sẽ hoàn lại cái này. Và như vậy cũng không phải là gì nó to tát quá. Và do đó sau khi khấu trừ thì năm ngoái lợi nhuận cũng vẫn tăng rất là cao, đúng không? Nó khoảng tầm 25%. Nhưng mà nếu không vướng cái này thì năm ngoái có thể lợi nhuận sẽ tăng đến 30% cơ mà, chứ không phải như thế. Và phía dưới đúng không, thì chúng ta nhìn dễ nhìn thấy đây là cái thu nhập về chi phí đúng không, năm ngoái giảm đúng không, do cuối 20 người ta lãi suất tiền gửi giảm. Và hôm nay thì khả năng thì chắc là mình sẽ tạm dừng ở đây thôi đúng không, và có thể buổi sau sẽ là buổi cuối đúng không? Và mình sẽ cố gắng tính thêm được một cái mục nữa là mục liên quan đến lãi suất cho vay và lãi suất huy động. Wow, của cả những cái khoản mục chi tiết này và chúng ta lấy đầu kỳ cuối kỳ thôi đúng không? Ở phía kết hợp với phía trên này đúng không, đây là chi phí lãi tiền gửi với thu nhập nhận được chia cho tài sản cho vay và nhận đúng không, đây là chúng ta sẽ tính được cái lãi suất huy động và cho vay đúng không, kể cả các khoản mục chi tiết này. Ok nhận, hôm nay mình sẽ dừng đây mà hôm tới phần đấu là xong. Ok nhận, và chúng ta cũng có thể đúng không, chúng ta sẽ thử thêm một hai và viên 50 nữa đúng không? Mình vẫn đang hơi cân nhắc một chút. Ok.